Xin chào tất cả các em học sinh khối lớp 6. Hôm nay chúng ta cùng nhau đến với chương trình dạy học trực tuyến bộ môn ngữ văn 6, chương trình học kỳ 2 năm học 2021-2022. Tiên mà chúng ta tìm hiểu đó là tiết số 73, tìm hiểu giới thiệu bài học. Chúng ta cùng nhau đi vào phần khởi động. Trước khi đi vào bài học, chúng ta cùng nhau xem video và chia sẻ cảm xúc của mình sau khi xem xong video. Hai ngày qua, một thùng cắt tông chứa nhiều phong bì trị giá 500.000 đồng đặt gần trạm thu phí cầu Bến Thủy 2 bắc qua sông Lam nối hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh với dòng chữ "Mỗi người đi xe máy về quê vui lòng nhận một phong bì 500.000", làm nhiều người cảm thấy ấm lòng. Được biết, chủ nhân của chiếc thùng này là bà Đinh Thu Hiền, 47 tuổi, ngụ phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh. Những ngày qua, xem hình ảnh lao động vượt hàng ngàn cây số về quê, bà Hiền muốn chia sẻ để giúp họ có thêm lộ phí. Bắt đầu từ chiều ngày 30 tháng 7, bà mang theo 100 chiếc phong bì chứa 50 triệu đồng dừng xe cạnh chốt kiểm soát để phát cho lao động về quê bằng xe máy. Không chỉ phát tiền cho lao động quê Nghệ An, những lao động ở các tỉnh thành khác qua chốt kiểm soát này đều được nhận phong bì 500.000 đồng. Vượt cả ngàn cây số từ các tỉnh phía Nam về quê tránh dịch, nhiều người bày tỏ niềm xúc động khi nhận được món quà ý nghĩa của bà Hiền. Như vậy, sau khi xem xong video, chúng ta thấy cuộc sống của chúng ta không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Đôi lúc ta sẽ gặp những khó khăn, thử thách, thậm chí là trượt xuống vực thẳm. Nhưng rồi thật may mắn, đó đây có những cánh tay dang rộng để giúp đỡ chúng ta. Và bài học ngày hôm nay sẽ cho chúng ta hiểu rõ hơn điều này. Chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu. Hình thành kiến thức. Chúng ta sẽ tìm hiểu phần giới thiệu bài học. Vậy thì chúng ta thấy chủ đề của bài học là gì? Chủ đề của bài học ngày hôm nay đó là điểm tựa tinh thần. Vậy thì theo các bạn, điểm tựa tinh thần là gì? Điểm tựa tinh thần là nơi có thể dựa vào, có thể tâm sự, chia sẻ. Và điểm tựa tinh thần có vai trò như thế nào? Điểm tựa tinh thần có vai trò giúp cho con người vượt lên được những nghịch cảnh, khó khăn, thử thách, có niềm tin vào cuộc sống, tương lai. Và thể loại chính của chủ đề này đó chính là thể loại truyện. Các văn bản thuộc chủ đề mà chúng ta sẽ tìm hiểu ở chủ đề này gồm có: thứ nhất là Gió lạnh đầu mùa của tác giả Thạch Lam. Thứ hai, Tuổi thơ tôi của tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Thứ ba, tác phẩm Con gái của mẹ của tác giả Thái Bá Dũng. Và thứ tư là Chiếc lá cuối cùng của tác giả O. Henry. Chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp theo phần tri thức đọc hiểu. Bây giờ cô có phiếu học tập số 1. Cô cho các bạn một văn bản truyện ngắn Khuất phục tên cướp biển. Các bạn cùng theo dõi. Tên chúa tàu ấy cao lớn, vạm vỡ, da lưng sạm như gạch nung. Trên má hắn có một vết sẹo chém dọc xuống, trắng bạch. Hắn uống lắm rượu đến nỗi nhiều đêm như lên cơn loạn óc, ngồi hát những bài ca man rợ. Một lần, bác sĩ Ly, một người nổi tiếng nhân từ, đến thăm bệnh cho ông chủ quán trọ. Tên chúa tàu lúc ấy đang ê a bài hát cũ. Hát xong, hắn quen lệ đập tay xuống bàn quát mọi người im. Ai nấy nín thít, riêng bác sĩ vẫn ôn tồn giảng cho ông chủ quán trọ cách trị bệnh. Chúa tàu trừng mắt nhìn bác sĩ quát: "Có câm mồm không?" Bác sĩ điềm tĩnh hỏi: "Anh bảo tôi phải không?" Khi tên chúa tàu cục cằn bảo: "Phải." Bác sĩ nói: "Anh cứ uống rượu mãi như thế thì đến phải tống anh đi nơi khác." Cơn tức giận của tên cướp thật dữ dội, hắn đứng phắt dậy, rút xoạt dao ra, lăm lăm trực đâm. Bác sĩ Ly vẫn dõng dạc và quả quyết: "Nếu anh không cất dao, tôi quyết làm cho anh bị treo cổ trong phiên tòa sắp tới." Trông bác sĩ Ly lúc này với gã kia thật khác nhau một trời vực. Một đằng thì đức độ, hiền từ mà nghiêm nghị, một đằng thì nanh ác, hung dữ, hung hăng như con thú dữ nhốt chuồng. Hai người gườm gườm nhìn nhau, rốt cục tên cướp biển cúi gằm mặt tra dao vào, ngồi xuống lảo bảo trong cổ họng. Một lát sau, bác sĩ lên ngựa. Từ đêm ấy, tên chúa tàu im như thóc. Theo Stevenson,
Sau khi đã nghe xong câu chuyện thì bây giờ các bạn hãy hoàn thành cho cô phiếu học tập với các yêu cầu sau. Thứ nhất là các yếu tố ở trong truyện chúng ta tìm hiểu gồm có nhân vật chính, đặc điểm của nhân vật gồm có ngoại hình, hành động, ngôn ngữ, ý nghĩ, các chi tiết tiêu biểu và phương thức biểu đạt chính. Bây giờ các bạn hãy tìm các biểu hiện ở trong truyện khuất phục tên cướp biển để điền vào các yếu tố ở trong truyện. Chúng ta thấy các biểu hiện trong truyện khuất phục tên cướp biển. Thứ nhất là về nhân vật chính gồm có tên cướp biển và bác sĩ Ly. Đặc điểm của nhân vật, thứ nhất là về ngoại hình được tác giả miêu tả. Tên chú ấy cao lớn, vạm vỡ, da lưng sạm như gạch nung, trên má hắn có một vết sẹo chém dọc xuống, trắng bệch, nanh ác, hung hăng như con thú dữ nhốt chuồng. Về hành động, có các hành động như ngồi hát những bài ca man rợ, đập tay xuống bàn, quát mọi người im, trừng mắt nhìn bác sĩ, đứng phắt dậy, rút soạt dao ra, lăm lăm trực đâm, cúi gằm mặt, tra dao vào, ngồi xuống, lảo bảo trong cổ họng, vân vân. Về ngôn ngữ, đó là thể hiện được sự tức giận, có câm mồm không? Về các chi tiết tiêu biểu, ví dụ như bác sĩ vẫn ôn tồn giảng cho ông chủ quán trọ cách trị bệnh, hay hắn đứng phắt dậy, rút sạt dao ra, lăm lăm trực đâm. Về phương thức biểu đạt sử dụng ở trong đoạn trích này đó là tự sự. Bây giờ chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu phiếu học tập số 2. Phiếu học tập số 2 các bạn hãy hoàn thiện cho cô này. Thứ nhất là về khái niệm. Chuyện, chi tiết tiêu biểu, nhân vật, ngoại hình, hành động nhân vật và ý nghĩ của nhân vật. Biểu hiện gồm có những biểu hiện nào? Chúng ta thấy chuyện ở đây là một loại tác phẩm văn học được sử dụng phương thức kể chuyện và bao gồm các yếu tố chính như cốt truyện, bối cảnh, nhân vật. Chuyện gồm có các chi tiết tiêu biểu, nhân vật. Nhân vật thì gồm có ngoại hình này, ngôn ngữ, hành động và ý nghĩ. Các chi tiết tiêu biểu là những cái chi tiết mà gây ấn tượng, gây cảm xúc mạnh cho người đọc. Thứ hai là tạo nên được hình tượng nghệ thuật như gợi cảm này, sống động. Về ngoại hình của nhân vật là những cái biểu hiện đặc điểm ở bên ngoài của nhân vật, thể hiện về hình dáng này, về nét mặt này, về trang phục. Ngôn ngữ của nhân vật là lời của nhân vật trong tác phẩm thường được nhận biết về mặt hình thức qua các dấu hiệu như câu nói được đặt thành dòng riêng và có gạch đầu dòng, câu nói được đặt trong ngoặc kép sau dấu hai chấm. Về hành động của nhân vật là những cái động tác, hoạt động của nhân vật, những hành vi, ứng xử của nhân vật với những nhân vật khác và với các sự việc, sự vật, hiện tượng trong tác phẩm. Ý nghĩ của nhân vật là những cái suy nghĩ của nhân vật về con người, sự vật hay sự việc nào đó. Nó thể hiện một phần tính cách, tình cảm, cảm xúc của nhân vật, chi phối hành động của nhân vật. Như vậy chúng ta thấy này, truyện ở đây là một loại tác phẩm văn học sử dụng phương thức kể chuyện bao gồm yếu tố chính như cốt truyện, bối cảnh, nhân vật. Chi tiết tiêu biểu là chi tiết gây ấn tượng, cảm xúc mạnh đối với người đọc, góp phần quan trọng tạo nên hình tượng nghệ thuật, gợi cảm và sống động trong tác phẩm. Nhân vật, ngoại hình của nhân vật là những biểu hiện đặc điểm bên ngoài của nhân vật thể hiện qua hình dáng, nét mặt, trang phục. Ngôn ngữ của nhân vật là lời của nhân vật trong tác phẩm thường được nhận biết về mặt hình thức qua các dấu hiệu như câu nói được đặt thành dòng riêng và có gạch đầu dòng, câu nói được đặt trong ngoặc kép sau dấu hai chấm. Hành động của nhân vật là những động tác, hoạt động của nhân vật, những hành vi, ứng xử của nhân vật với những nhân vật khác và với các sự vật, hiện tượng ở trong tác phẩm. Ý nghĩ của nhân vật là những suy nghĩ của nhân vật về con người, sự vật hay sự việc nào đó và ý nghĩ thể hiện một phần tính cách, tình cảm, cảm xúc của nhân vật, chi phối hành động của nhân vật. Ở phần hướng dẫn về nhà, cô yêu cầu này, ở phần bài cũ thì chúng ta sẽ khái quát nội dung bài học bằng sơ đồ tư duy.
Về phần bài mới thì chúng ta sẽ chuẩn bị cho cô bài Gió lạnh đầu mùa của tác giả Thạch Lam. Chúc tất cả các bạn học tốt và hẹn gặp lại các bạn ở tiết học sau.